con đường này tính ra đẹp đó ha. Con đường nó dữ dằn, xẻ núi ra mà làm đường. Rồi quà Diễm gần kìa, còn này cô Diễm quay đang đi chơi xẻ núi, xẻ núi ra làm hơn 100 năm là nước ngoài người ta đã làm cái này. Bác Hồ bác đi qua nước ngoài là ông đã có rồi, ông nói rồi. Có cái này bê tông cái lối lên nữa kìa. Lên núi à. Đây coi con có Zalo không, cô gửi qua cho. Đẹp quá, hang núi. Dạ, xẻ đá, đá đá ghê. Có qua Zalo con. Khi mà con gửi nó có cái nút khác đời á, có những cái nút đó là nó sẽ gõ không? Có mấy cái trụ điện nó băng qua. Sao mấy cái này mà cô muốn rõ cô phải ngồi hàng ghế đầu. Còn cô ngồi... không phải cho làm được mấy bà đằng. Ê mình đi Bình Thuận mà sao tưởng đi Bến Tre không vậy? Tối có làm được mấy bà. Có cái chờ giờ luôn. Này chắc 5.000 trái quá. Cháu. Ý mẹ hỏi cái này để làm gì? Bự quá trời. Ờ cái này cái trong cháu. Trong trong tre. Nhìn nó nhỏ ha, giữa ngoài thấy của mình không có gì so với mấy cái cây điện gió này luôn á. Trời nó to dữ lắm mọi người. Đã không? Đúng là biển này khác biển Vũng Tàu. Rác nhiều hơn. Mới càng đẹp. Mới càng đẹp. Mà cái đó là khác biệt này. Rác nhiều hơn đẹp quá. Sau gần 50 năm bị lạc, chú Tô Sơn là con gái của vua Tô Văn Chanh. Khi mà bà đến với vùng đất này, bà đã có công là dạy cho người dân nơi đây cách trồng trọt, chăn nuôi, nhờ bà thổ cẩm cũng như là đánh bắt cá. Nên là người dân họ rất là yêu mến và kính trọng bà. Khi mà công chúa mất đi, họ mới lấy tên của vị công chúa để đặt tên cho nhóm đền tháp, bày tỏ cho lòng kính trọng của họ đối với vị công chúa. Và nếu như mà cả nhà của mình muốn tham quan nhóm tháp này, khi mà mình rời khỏi bảo tàng, mình sẽ di chuyển ngược về hướng trung tâm thành phố Phan Thiết. Cách đây đây tầm khoảng 1 cây số bên tay trái của mình, mình sẽ bắt gặp được nhóm tháp. Và đây sẽ có cái thông minh viên đại điểm, họ sẽ giới thiệu mình kỹ hơn ạ. Nhà có xin mời. Đẹp ha. Dạ. Quay đi quay đi. Rồi con lấy cô lấy cô Diễm luôn. Đẹp. Ra quay. Để đi chụp hình. Mitigate my love, mitigate my love.
together, give my love to the world.